nói biết sai thì hai là 7 hay là 8 là những cái con mình. Và là những tổ chức tiêm là làm những con gọi chân tài là ừ em làm gì em cũng không thể biết. Trên đường ở bên Mỹ là đi diện anh em rất là thương mà anh Tài được giúp đỡ nhiều thứ và hay đềm đạt cho Nhật Hàng không? Và thì kỷ niệm sâu sắc nhất anh em được tôi tham gia rất là nhiều dự án em là rất là nhiều show rất nhiều chương trình truyền hình thực tế từ game show làm giám khảo chung này nhiều lắm nhưng mà cái kỷ niệm sâu sắc là phim điện ảnh anh em đọc chung lần đầu tiên đọc chung phim điện ảnh từ anh và khi mà biết là Lâm Nhật sẽ đọc cọc đọc vờ của anh chị Tài và anh Tài đã hỗ trợ trong những thời gian và khi mà biết biết anh ngã xuống như vậy thì có nhiều cái việc cái cảm xúc của Lâm Nhật xong show là về Sài Gòn để kịp để biết anh đến bây giờ Lâm Nhật còn rất là khang tiền mình khóc rất là nhiều mà những ngày qua bằng thép của anh đặt cái áo cái lính cung anh đưa qua tiền bằng máy bay mà nhìn anh gặp hàng ngàn người đưa tiền anh và còn rất là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cái Sài Gòn im lặng như vậy hàng ngàn người đi theo xe tăng và không ai nói anh lời nào còn ai bên đường mà ta làm đại diện ra những buồn và hàng ngàn bà con rất là đông không phải hát được như vậy anh là nghệ sĩ của nhà anh là nghệ sĩ của người dân anh là dân hài những bà con hàng những ngoài lần lớp từ tỉnh đến bên dân và anh được khán giả yêu thương kể cả khán giả trong nước khán giả mà đồng nghiệp nên là trong những chuyện nói rằng là thì đến giờ phút này những cái kỷ niệm về anh đầy ắp thì nói rằng là nhớ thương và tiếc người anh đã. Thực sự thì trong những vở kịch thì chưa có được may mắn để được đứng chung sân khấu với chúng ta. Thực ra thì người không có phải là một người hoạt động chung với chú Tài nhiều, chỉ gặp chú vài lần thôi. Nhưng mà trong vài lần gặp đó thì cảm nhận được cái sự tử tế và cái sự chân thành rồi rất là gần gũi với những diễn viên trẻ như Nghị. Nghị cảm giác như là hầu như ai chú Chí Tài cũng có thể gần gũi và thân thiện như vậy. Kỷ niệm về chú Chí Tài thì thực sự chú Chí Tài là tuổi thơ của Nghị. Từ lúc mà Nghị xem chú Chí Tài và chú Bình Linh đóng kịch đó thì Nghị mới nuôi dưỡng cái lòng đam mê từ lúc mà xem chú Chí Tài và chú Bình Linh thì bây giờ chuyện buồn nó cũng đã đến thì chú không còn nữa nhưng mà chắc chắn là những kỷ niệm và những tiền phẩm của chú, những sự cống hiến của chú sẽ còn lưu mãi. Buồn chứ, rất buồn. Cái ngày mà đưa chú ra sân bay á, thì ngày hôm đó là Nghị cũng có công việc ở Hà Nội nhưng mà Nghị phải dời lịch lại mấy lần để có thời gian để mà đưa chú đi. Thì mất đi một người chú mà vừa là tuổi thơ của mình vừa là người truyền đam mê cho mình thì thực sự là buồn cho nền nghệ thuật Việt Nam khi mà mất đi một người nghệ sĩ tài năng như vậy. Đối với chú Chí Tài là một bậc cha của chú của mình vì cái thời của chú Chí Tài lúc đó Trâm còn rất là nhỏ thì chưa có cơ hội được làm việc cộng tác với chú. Tuy nhiên thì được biết đến chú qua những video clip, qua những băng đĩa thì Trâm rất là yêu mến cái tài nghệ của chú cũng như là cái cách chú diễn rất là vui vẻ và hóm hỉnh. Thì thời gian vừa qua mấy ngày trở lại đây thì Trâm cũng theo dõi rất là sát sao về cái đám tang của chú và hiện tại cũng được biết là chú đã được đưa về Mỹ và ngày hôm nay thì vợ chú cũng đã được gặp chú. Thì đấy cũng là một mất mát rất là to lớn. Thì Trâm thấy rằng là đối với chú Chí Tài chú đã có một cái thành tựu, một thành công nhất định trong cái con đường hoạt động của mình. Bây giờ mặc dù chú đã đi xa, tuy nhiên thì cái hình ảnh của chú, cái ấn tượng của chú, cái kỷ niệm của chú để lại trong lòng khán giả, để lại trong lòng tất cả người hâm mộ thì rất là lớn và chúng nghĩ rằng đấy cũng là một thành công. Và hiện tại đến bây giờ thì mọi người, tất cả các văn nghệ sĩ cũng như người dân, ai cũng đều yêu mến chú Chí Tài. Và chú ra đi như vậy thì chúng nghĩ rằng mọi người sẽ nhớ mãi cái hình ảnh chú Chí Tài vui vẻ, hóm hỉnh và để lại trong lòng người hâm mộ rất là nhiều thành công.